Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Comet Review của mình là Lê Hưng. Ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho anh em 3 sản phẩm hoàn toàn mới từ nhà flagship. Đó là Traditional Pomade, Matte Paste và Heavy Clay. Ở đây thì là 3 sản phẩm, thì là có 2 sản phẩm đã từng ra mắt cách đây khoảng 3 năm, hoặc ít nhất là 3 năm. Thì đó là Traditional Pomade và Matte Paste. Thì hiện tại flagship đã cho ra mắt ít nhất là 3 phiên bản cho cái bản Matte Paste rồi. Thì cái bản đầu tiên thì nó rất là nhỏ, nó chỉ khoảng tầm 50g thôi, tí như này này. Bản đấy rất là cứng. Bản này rất là cứng. Đến bản thứ hai thì hãng cho ra một cái bản cũng là hộp nhựa nhưng mà là 110 gram hay là 100 gram, nhưng mà nó lớn hơn hũ này một chút và nó hộp nhựa màu đen. Và năm nay, năm 2020 thì 2021 thì hãng đã relabel lại toàn bộ cái line sản phẩm. Cái này gọi là flagship streamline, tức là cái line sản phẩm rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn, và cái giá cả của nó cũng như là về cái hiệu năng nó tương xứng. Tương xứng tức là sao? Tức là anh em có được một cái trải nghiệm về pomade hay là paste là hoàn hảo, là vừa đủ với cả những cái nhu cầu của anh em. Và cái mùi hương của nó thì đa số là mùi hương đơn giản thôi, và cuối cùng là dễ bồi rửa. Thì những cái đấy, những cái yếu tố như vậy thì khiến cho flagship người ta làm lên cái là sản phẩm streamline này để mà nhằm mục đích là cho anh em newbie, anh em mới tiếp xúc với cả pomade, anh em mới tiếp xúc với cả matte paste vân vân clay, có điều kiện khả năng để sử dụng thử những con sản phẩm entry level như thế này. Đấy là cái mục đích làm ra những cái là sản phẩm như vậy. Thì tùy vẫn là tùy theo cái mục đích sử dụng và cái nhu cầu cũng như là sở thích của anh em để mà mình lựa chọn sản phẩm thôi, chứ không có gì hết cả. Hãng cũng đã nói rõ cái quan điểm của hãng rồi, và cái là sản phẩm cũng đã nói lên những cái giống như là những cái đặc điểm của mình để mà cho nhằm cho người sử dụng người ta biết để người ta mua sản phẩm rồi. Còn quyết định thì vẫn là anh em. Ok. Mình hôm nay mình sẽ sử dụng thử trước con Heavy Clay. Tại vì là trước đây mình đã sử dụng hai con này rồi. Thế là mình muốn hôm nay mình sử dụng một con nào đấy nó mới hơn. Nó mới hơn, nó khác hơn một chút. Theo như nhà sản xuất thì cái con Heavy Clay này có thể là cào tay lẫn chải lược đều được, và mình sẽ post cái bảng thành phần này lên trên cái trang Facebook cá nhân của mình, bởi vì mình cũng sẽ làm một cái bài post khi mà mình dùng xong mình sẽ chụp ảnh. Ok, thì ở đây mình thấy ít nhất là ở đây xem là có một loại clay, hai loại clay. À, có một loại clay thôi, xin lỗi, chỉ có một loại clay, đó là Colin clay, có Colin clay thôi, không có loại clay nào khác. Và có hai loại wax, micro crystalline wax, một loại wax và white petrol. Có white petrol thì khả năng cao là chảy được. Ok, đây là chất sáp của sản phẩm, rất là mềm và mịn. À, chưa biết là mềm hay không nha, nhưng mà trông là mịn, sorry. Vào nó khá, có vẻ khá là mết. Rồi, về cái packaging của cái sản phẩm này thì cá nhân mình nha, thì là mình chưa thực sự là mình thích lắm, tại vì là mình không thích cái màu trắng đi cùng với cả những cái màu, những cái thành phần xung quanh như thế này. Và mình muốn là cái nắp hộp này thì nó phải dán cái gì lên đây nhỏ nhỏ đẹp đẹp một tí, thì trông là cái sản phẩm nó sẽ premium hơn, nó sẽ trông nó sẽ xịn sò hơn.
Mà cái phần label này thì nói chung là mình cũng ok thôi, mình cũng không có vấn đề gì cả. Nó đơn giản dễ hiểu và nó đồng nhất với các sản phẩm mà xung quanh nó. Nó giống như là Logic làm với cả các sản phẩm của mình. Ok, tem thì là cán nhũ, ở dưới thì là có tên mùi. Ở đây là SM là Strawberry Mango. Hạn sử dụng là đến tháng 11 2023, tức là 3 năm, hạn sử dụng 3 năm, khá là dài. Mình có một cái phát hiện, đấy là sản phẩm của flagship bây giờ người ta để hạn rất là dài. Thí dụ như là con flagship chẳng hạn, người ta để hạn đến 2026, rất là dài. Điều đó chứng tỏ là cái preservative, nên là cái hóa chất để bảo quản, thì bây giờ flagship nó đã làm rất là tốt rồi, thế là họ tự tin họ có thể làm cái sản phẩm mà hạn date nó dài như thế này. Và dĩ nhiên là cái này thì vẫn sẽ phải cần đến anh em, cần đến người tiêu dùng để mà chứng minh cái việc mà hãng làm, hãng nói, hãng gì đấy thì vẫn cứ phải là anh em. Và các sản phẩm flagship bây giờ đều có mã vạch rồi. Điểm sơ qua về cái packaging bên ngoài là như vậy. Ok, còn chất sáp ở đây. Cái first layer của nó sẽ hơi đặc như thế này. First layer khá đặc. Nếu mà so về đặc thì là con này đặc hơn con Desi Clay ngày hôm qua mình dùng tương đối. Thớp ấy. Ở đây anh em có thể thấy là sản phẩm tương đối là khô. Sản phẩm trên lọ như thế này. Là cái first layer của nó sẽ luôn luôn là nó sẽ là hơi cứng một tí và ở dưới thì nó sẽ mềm hơn. Tuy nhiên thì đây thì nó gọi là tương đối là creamy thôi chứ không phải là kiểu creamy hẳn như là con flagship display ngày hôm qua. Rồi, chất sáp đây nha. Nhìn chung thì nó khá là mềm, nó không mất nhiều công nhiều sức lắm để mà dồn ngón tay xuống để ấn. Rồi, ok, đây chất sáp. Rồi. Rồi, rất là dễ đánh tan. Không bị vón cục. Dễ đánh tan là được rồi, nó không bị sạn, không bị vón cục. Ok, đánh đều tay nó đều tay, nó không bị bật nước là được. Mềm mại là được, dễ dùng là được, dễ tiếp cận là được. Và cái mùi strawberry mango của con này thì nó khá là từ trên lọ thì mùi dâu dâu ra ngoài gì nó hết mùi dâu rồi. Vì là con này hãng nói là có thể sử dụng được lược vào tay, nên là mình sẽ sấy, mình sẽ apply xong mình sấy nhá. Đó, anh em thấy là lên trên tóc thì không bị vẩn clay. Clay nó lên tóc là hơi dít một tí, lên tóc là hơi dít. Tóc mình bây giờ hiện tại là hơi ẩm nhẹ. Nhưng tuy nhiên thì là cái này thì mình nói chung là mình recommend anh em lên tóc ẩm. Những con clay hay là gì gì đấy tốt nhất là lên lên tóc ẩm xong rồi sấy. Rồi. Vẩn clay không có, và con này xứng đáng được là firm hold, strong hold gì đấy. Rồi con này hình như là hãng nói à heavy hold. Heavy hold. Và có một cái cảm nhận đầu tiên, đấy là sản phẩm khá là tơi. Đó là nó làm tơi tóc. Nó không dính căng như là con Desi Clay ngày hôm qua. Con Desi Clay ngày hôm qua dính khá là căng, nhưng mà con này thì mình cảm nhận được là cái từng cái thớ tóc nó được tơi ra, nó tơi đều ra. Có vẻ là con này sẽ thiên hướng sang kiểu chơi hybrid.
Ok. Rồi. Ok, con này đánh đến hybrid, con này đánh kiểu song song, con này song song. Tuy nhiên con này đánh song song nhưng mà nó vẫn lên một cách nhiều hơn là con display ngày hôm qua. Ok. Rồi, ok, con này nó dạng kiểu clay ẩm. Sorry anh em, mình sẽ kỹ một chút nhé. Bởi vì con này mình thấy mình muốn thấy được khô để xem là cái performance của lên như thế nào. Mình không đầu tư nhiều về máy sấy lắm, tại vì mình chuyên trải. Máy sấy như vậy đủ dùng rồi, nên là sấy nó hơi lâu. Rồi, ok. Nếu mà mình có một cái sự so sánh thì mình muốn so sánh với cả con đàn anh của nó, đó là con Desi Clay. Thì nếu mà so với ở Desi Clay thì con Heavy Clay này nó sấy được đẹp hơn cái con Desi Clay kia. Con Desi Clay kia ấy, thì nói chung là mình thì nghĩ là với mình thì mình nghĩ là nó thiên hẳn, nó thiên nhiều về cái phía phần trải lực nhiều hơn, và cái phần cáo tay của nó thì nó gọi là chỉ là một cái feature, nó giống như là một cái lựa sự lựa chọn mà không phải là mình là của nó. Tức là bất đắc dĩ, cùng lắm bất đắc dĩ thì anh em mới phải cáo tay, tức là sử dụng như là một con cáo tay, nhưng mà vẫn khi mà dùng xong vẫn cáo tay này nha. Còn cái con như những cái con như Heavy Clay này thì cái chức năng của nó là có thể cáo tay được, tức là nó có thể dùng được như một con ốc ẩm, con clay ẩm. Thì là nếu mà đặt trên bàn cân giữa con Desi Clay và con này thì là con này nó lên tóc nó sẽ đẹp hơn, lên tóc theo kiểu clay nó sẽ kiểu clay thuần nó sẽ đẹp hơn. Rồi, mình nghĩ rằng là con này nó sẽ trải lực được, tại vì nó có cái độ ẩm chế tóc. Rồi, và như anh em thấy thì là trải lực rất là dễ, nó rất là mềm tóc và nó không bị rít. Tuy nhiên thì là đa số anh em sẽ suy nghĩ là những cái con mà clay ẩm như vậy thì nhiều khi nó sẽ bị bổ tóc này kia. Nhưng cái này thì theo mình nghĩ, với cá nhân mình thì nên dùng cho anh em nào tóc, thứ nhất là tóc dày, thứ hai là tóc đã có cái sự chăm sóc tốt trong khoảng thời gian rồi, thì nên dùng những cái con mà clay ẩm, những con mà nó lên hiệu năng nó kiểu kiểu như thế này nhiều hơn là so với cả những con clay khô. Hôm trước mình có nói là clay khô hay là wax khô nó chỉ dành cho newbie, thì thực ra là nó có đối tượng riêng, đối tượng khai thác riêng. Những con như thế này chẳng hạn thì nó dành cho những người mà người ta chăm sóc tóc đủ lâu rồi, thì như mình chẳng hạn thì mình dùng mình thấy cái chẳng vấn đề gì cả. Rồi, xong nhá. Anh em nhìn lại cái texture trên tóc của mình. Ẩm, hold
đúng chuẩn firm heavy này kia, nhưng mà với mình không phải con này, không phải heavy, con này khoảng tầm firm thôi, nhưng mà nó đủ để cho mình tạo kiểu sấy, tạo kiểu như thế này. Endurance thì nó thật là mình phải ra ngoài đường mình mới biết được, chứ còn trên clip thì không biết được đâu. Rồi cái đấy thì mình sẽ update sau ở trong cái post nhé. Mượt, mượt, dính nhẹ, mượt. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ trải lược, xem là con này cái perform trải lược nó như thế nào. Tiếp. À, ok. Thì những cái con này thì không biết là có phải là do hãng người ta keyboard người ta chỉ cho 90 gram hay không, hay là cái mục đích sử dụng của nó để kiểu như thế này thôi, chứ nó không cần dùng nhiều thì nó sắp 90 gram, nhưng mà tất cả những cái streamline bây giờ nó 90 gram. Đúng như dự đoán, cái này mới là quay về lại với mình này, đúng như là mình dự đoán thì là con này cũng trải lược được. Và khi mà apply đến tận bây giờ là 2 scoop thì dính khá là căng. Cái kiểu căng của con như thế này thì nó thiên hướng là hơi hiện đại một tí, tức là nó không kiểu bết như là OB, nó sẽ có một chút cái độ tơi nhẹ để cho tóc nó thở, chứ nó không kiểu căng như là đồ OB. Và mình cũng từ lâu rồi mình cũng nói với cả anh em là những cái con OB ấy, thì thực sự là nó không phải là đồ để anh em dùng hàng ngày, mà nó là pomade để đi tiệc, để đi event, hay là đi những cái chỗ mà nó cần sự sang trọng, nó cần matching với cả những cái thành phần quần áo ở trên bên mình và những cái thành phần ở bên xung quanh của mình, là khung cảnh xung quanh. Thì những cái con như thế này chẳng hạn thì nó sẽ là daily hơn, daily driver hơn. Thì ok, mình khá là bất ngờ với hiệu năng con này khi mà nó trải lược, tại vì là cái độ bám của nó khá là tốt, như anh em thấy có thể thấy ở đây là độ bám của nó khá là tốt. Mà trước đấy là mình không có sử dụng brie hay cái gì cả, tóc mình chỉ ẩm thôi chứ không có dùng cái gì hết, mà cái hiệu năng của nó bây giờ lên là rất là tốt. Mình rất là ấn tượng với những cái sản phẩm pomade hiện giờ hiện nay của Mỹ, tại vì là cái công thức và những cái cải tiến lớn ở trong cái dây chuyền sản xuất của bên Mỹ thì họ đã làm rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với cả cái đây ở 3-4 năm rồi. Mình rất là bất ngờ. Duy chỉ là có mỗi những cái con gốc dầu ấy, truyền thống ấy, thì là người ta không có cải tiến. Còn những cái con mà clay hay là gì gì đấy, đồ mà hiện đại nó hơi đứng ở giữa, trải lược cao tay ấy, thì bây giờ người ta làm rất là tốt rồi. Tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Rất là ấn tượng. Và đặc biệt là những con như thế này mình vút nhiều nó cảm giác không bị bết. OB thì nó sẽ vút nhiều sẽ bị bết. Rồi, ok. Wow. Thật sự ra là mình dùng lược quen rồi nên là mình có cái nhìn tốt hơn về cái sản phẩm dùng cho lược. Còn đồ cao tay thì cái đấy là anh em dùng chơi cao tay nhiều thì anh em sẽ có cái con mắt mà có những cái standard riêng của anh em. Thì cái đấy là mình không có mạn đàm tới, mình chỉ nói là nó ấy được thôi. Rồi, extra thêm một scoop nữa so phần gáy, phần chỗ này của mình có xoáy. Và phần size cho nó ép chặt vào hơn. Rồi, ok, một con clay, một con heavy clay rất là ngon. Từ nhà flagship. Con này thì mình thấy là không biết là sao, không biết anh em nếu mà có dùng Desi Clay hay con này thấy sao, nhưng mà mình thì thích con này hơn con Desi Clay. Nếu mà đứng trên cái phương diện mà là đồ daily driver nhá. Con Desi Clay nó vẫn thiên hướng hơi một tí sang classic, con này thì nó lại là kiểu hiện đại. Nhưng mà cứ giống kiểu như người thích cái phong cách hiện đại, nhưng mà phải là trông cũng phải kiểu như là các khăm này kia mà để tóc slick. Ok, mỗi con nó sẽ có một sắc màu riêng, người ta làm ra hai sản phẩm thì nó sẽ là hai mục đích khác nhau. Rồi, mình cũng sẽ nói cái mục đích sản phẩm của con này cho anh em trong vài bài post của mình. Nhưng mà mình lên tóc thì mình đã hiểu được cái ý đồ của nhà sản xuất rồi. Rồi, ok, rất là hay, rất là ok.
Rồi, anh em nhìn kỹ nhé. Con này lên tóc. Stickiness tốt. Slickness rất là tốt luôn, bám sai. Những cái thớ tóc ở đây mềm mại và nó không bị dính bết. Nó khác với cả những sản phẩm pomade truyền thống nhé. Rồi. Restyle rất là dễ, không zip, không có gì cả. Lấy giờ mình apply không bị không bị rụng tóc rồi đấy. Rồi, ok. Rất là ok. Mình rất rất ưng, rất chi mừng con này. Streamline của Flagship bây giờ đã cải tiến rất nhiều rồi. Rồi. Sorry vì cái clip này nó hơi dài đấy anh em có thể tua nếu mà thấy nó hơi dài quá. Mình sẽ cố gắng là mình làm cái clip ngắn nhất có thể và truyền đạt tất cả những cái ý của mình của sản phẩm đấy trong vòng một khoảng thời gian ngắn để cho anh em đỡ phải tua. Tại vì thực ra với mình là mình cũng không muốn tua. Thế nên là tua khi mà xem YouTube, thế nên là mình rất muốn là nêu lên những ý kiến càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt để cho anh em nắm được những ý chính thôi. Và mình không muốn edit video. Mình muốn tất cả mọi thứ nó đều phải trung thực. Rồi. Flagship Streamline Heavy Clay. Hương strawberry rất là thơm và tỏa. Nhẹ nhàng, tỏa. Rất là thơm. Đừng đánh giá, đừng coi thường, đừng đánh giá những sản phẩm Streamline của Flagship. Hiệu quả, dễ sử dụng và dễ tiếp cận. Heavy clay, heavy hoe, mask shine, cốc nước, trải lược và cao tay đều được, đều đẹp. Tuyệt vời. Cảm ơn anh em đã cùng đồng hành với mình cho đến cái clip ngày hôm nay. Hy vọng là anh em sẽ thích những cái series trải nghiệm sản phẩm về pomade vuốt tóc, về sáp vuốt tóc, về paste vuốt tóc, vân vân này kia, để mình có thêm cái động lực để hàng ngày mình bật máy lên và mình quay clip trải nghiệm để cho anh em, để cho anh em biết sản phẩm nào và thực sự là nó phù hợp với anh em mình và những sản phẩm nào anh em nên có, nên trải nghiệm và dùng hàng ngày. Những cái đấy là những cái tôn chỉ mình hướng tới. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo của mình về những sản phẩm và sáp vuốt tóc và pomade vuốt tóc. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Bye anh em.